Hôm nay, ứng dụng nhắn tin qua Internet OTT phổ biến nhất tại Việt Nam là Zalo đã bắt đầu triển khai 3 gói thuê bao cho người dùng tại Việt Nam. Song song với đó, vẫn phát hành một phiên bản miễn phí nhưng bị giới hạn về mặt tính năng. Thông tin này đã nhận được nhiều sự quan tâm của người sử dụng. 3 gói thuê bao mà ứng dụng Zalo đưa ra là tiêu chuẩn 2.800 đồng, Pro 5.500 đồng và Elite 55.000 đồng mỗi ngày. Khi so sánh phiên bản miễn phí với bản trả phí, có thể chia làm 3 thay đổi lớn. Về xây dựng thương hiệu, phiên bản miễn phí hoàn toàn không hỗ trợ các tính năng mà bản trả phí có như lời giới thiệu, thông tin kinh doanh, nhãn tài khoản kinh doanh, link chia sẻ số điện thoại, email, hạn chế cảnh báo người lạ. Với việc kết nối như số lượng bạn bè, lượt người tìm kiếm, được tài khoản, trả lời tin nhắn từ người lạ, thì tài khoản miễn phí đều bị bóp so với các tài khoản trả phí. Ví dụ, bản miễn phí có số lượng bạn bè là 1.000, thì 3 gói cơ bản Pro và Elite có số lượng lần lượt là 1.500, 3.000 và 5.000. Tài khoản trả phí cũng đi kèm một số tính năng được thiết kế riêng để hỗ trợ giao tiếp, tư vấn khách hàng. Với những sự khác biệt này, việc trả phí được đánh giá là phù hợp trong kinh doanh và công việc, đúng như tên gọi của gói này là Business. Tuy nhiên, trên các diễn đàn và mạng xã hội, người dùng ứng dụng này đã đưa ra nhiều ý kiến phản đối, thậm chí cho biết sẽ gỡ ứng dụng. Nếu mà thu thật, ai mà dùng Zalo nữa? Xóa hết không dùng nữa hỏi xem còn thu phí ở đâu? Thiếu chi cách dùng. Nếu Zalo mà thu phí thì xóa luôn, dùng mạng khác lo gì? Thông tin Zalo thu phí là dành cho ai có nhu cầu sử dụng cao hơn, còn người dùng bình thường vẫn sử dụng được, nhắn tin nghe gọi bình thường. Mọi người cẩn trọng với các thông tin thiếu chính xác này nhé. Tôi cho rằng việc Zalo bắt đầu thu phí sẽ là một cái bàn đẩy tốt, mà bàn đẩy này sẽ có lợi cho cả Zalo và người sử dụng Zalo. Đầu tiên đối với Zalo thì họ sẽ có thêm được một cái nguồn chi phí để mà cải thiện cái sản phẩm hiện tại. Đứng về phía mặt người dùng ấy thì tôi thấy là cả người dùng trả phí hay không trả phí đi thì đều sẽ hưởng được những cái quyền lợi trong tương lai, đó là sử dụng một cái sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn, nhiều tính năng mới hơn, càng bám sát hơn với nhu cầu của người sử dụng. Khi khái niệm miễn phí đã quá quen thuộc và người dùng mặc định phải miễn phí, có lẽ những nhà cung cấp dịch vụ sẽ khó có thể phát triển được sản phẩm của mình, và người chịu thiệt hại không chỉ có nhà cung cấp mà còn là người dùng khi phải sử dụng sản phẩm không được đầu tư nâng cấp. Hôm nay các tuyến cao tốc trên cả nước bắt đầu áp dụng thu phí tự động không dừng. Theo ghi nhận, tại các tuyến cao tốc này đều xảy ra tình trạng ùn ứ. Nguyên nhân là do một số phương tiện chưa dán thẻ ETC hoặc không đủ tiền trong tài khoản. Những trường hợp gây ùn ứ đều được các đơn vị liên quan xử lý kịp thời, đảm bảo thuận tiện nhất cho người tham gia giao thông. Ngay từ đầu giờ sáng nay, trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai không xảy ra ùn tắc kéo dài. Các phương tiện qua trạm thu phí đều đã dán thẻ ETC và đủ điều kiện qua trạm. Do mật độ lưu thông lớn, xe nối đuôi nhau nên việc nhận diện của thiết bị thu phí không dừng có thời điểm bị chậm lại, gây ra sự ùn ứ nhẹ đầu vào. Theo ghi nhận từ 15 trạm thu phí với 38 làn thu phí không dừng của tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các sự cố trong thu phí không dừng chủ yếu là do lỗi khi dán thẻ hoặc tiền trong tài khoản không đủ. Những cái bất cập mà đang diễn ra trên cái tuyến suốt thời gian khai thác từ 23 giờ đêm hôm qua đến nay chủ yếu nằm vào cái việc là các xe dán thẻ không đúng quy cách do cái việc phát triển thẻ quá nhanh của các một số nhà cung cấp. Cái thứ hai là trong tài khoản không đủ tiền để tham gia chặng, vì cái tuyến này có đặc thù là nó rất dài, dẫn đến cái việc lượng tiền trong tài khoản cần phải đủ để mà tham gia tuyến thì cái ngay đầu vào hoặc là đầu ra là không thanh toán được, dẫn đến cái việc là rất nhiều thao tác hoặc là những cái sự việc của nhân viên vận hành phải tăng lên. Những cái xe mà lỡ đi vào đến đây nhưng mà chưa có thẻ thì chúng tôi là đề nghị đi dán thẻ, xử lý đúng, nạp đủ tiền và cũng nhắc lái xe. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất xe được nhắc nhở. Còn lại thì chúng tôi đã lưu lên cái hệ thống điện tử của hệ thống của trạm và của server là cái xe này đã lỗi một lần và lần thứ hai đến thì chuông báo động ở làn nó sẽ báo lên, và lúc đấy thì chắc chắn rằng là phải nhờ đến lực lượng cảnh sát giao thông xử lý theo đúng nghị định 100 và nghị định 123 của chính phủ. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong ngày hôm nay, toàn quốc có 9 tuyến cao tốc áp dụng thu phí không dừng hoàn toàn. Thống kê từ các đơn vị quản lý các tuyến cao tốc này cho thấy, khi áp dụng thu phí không dừng đã ghi nhận vẫn nhiều phương tiện chưa dán thẻ ETC. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến ùn ứ ở các trạm thu phí không dừng trên cao tốc. Cho đến giờ phút này thì khoảng độ trên 3 triệu 300 nghìn phương tiện được dán thẻ trên toàn quốc, và nó đạt được khoảng độ suýt soát 73%.
Và với cái mục tiêu mà đến cuối năm 2022 này đạt được khoảng 80-90% là hoàn toàn khả thi. Và hiện nay thì cái khu vực phía Nam thì đang được gián thẻ nhiều nhất, bởi vì thực tế các khu vực phía Bắc này cái lượng mà phương tiện gián thẻ trong thời gian vừa qua cũng là khá là lớn. Thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đang gián thẻ trong khu vực phía Nam. Trong những ngày đầu áp dụng thu phí tự động hoàn toàn trên các tuyến cao tốc, các đơn vị liên quan sẽ tập hợp các số liệu về sự cố kỹ thuật, các nguyên nhân khách quan, chủ quan gây ùn ứ. Những khiếm khuyết này sẽ được khắc phục kịp thời để đảm bảo lưu thông thông suốt. Cũng như các trạm thu phí trên cả nước, hôm nay trạm thu phí trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giấy áp dụng 100% làn thu phí không dừng. Tuy nhiên vẫn còn một số phương tiện chưa dán thẻ lưu thông qua trạm. Trạm thu phí Long Phước, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giấy là trạm thu phí có lưu lượng phương tiện đông nhất trên toàn bộ các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC quản lý, với lưu lượng trung bình 50.000 xe một ngày đêm. Từ 9 giờ sáng nay, tất cả làn thu phí tại trạm này được chuyển sang hình thức thu phí tự động không dừng. Theo đại diện VETC, những ngày qua, lượng phương tiện dán thẻ ETC tăng mạnh. Trước khi mà chúng ta triển khai tầm trước ngày 26 thì mỗi ngày VETC chỉ dán được khoảng 1.000 thẻ cho ETC. Nhưng mà từ ngày 26 đến nay, riêng ở cái tuyến Long Thành Dầu Giấy này, VETC có thể dán 3.000 thẻ một ngày. Cả Thành phố Hồ Chí Minh có thể dán 10.000 thẻ một ngày. Đấy là một cái tín hiệu mừng cho các chủ phương tiện đã hưởng ứng cho cái việc triển khai ETC. Nhanh mà gọn, rồi nó hỗ trợ cho tài xế không biết á, là người ta hướng dẫn cho người ta là ok, mấy em làm tốt. Tại của anh là cái xe anh cũ, chủ cũ nó có rồi, anh bị gắt gói chỗ đó, đúng không? Rồi anh mới đi dán lại, tại mấy bữa mấy em hẹn ngày 1 tháng 8 ra làm lại cái vụ mà thay đổi tên chủ xe đó. Cũng theo VETC, việc sử dụng thu phí ETC sẽ rút ngắn thời gian qua trạm từ 36 đến 72 giây, hình thức thu phí một dừng trước đây xuống 6 đến 12 giây. Tốc độ xe qua trạm theo đó sẽ nhanh gấp 6 đến 7 lần. Mặc dù đã vận hành thử nghiệm 5 ngày trước đó, kết hợp phân luồng từ đầu vào, nhưng vẫn còn một số phương tiện chưa dán thẻ lưu thông vào cao tốc. Đơn vị vận hành tuyến phải bố trí một làn khẩn cấp để hỗ trợ cho các phương tiện gặp lỗi kỹ thuật khi lưu thông qua trạm, như lỗi thiết bị, tài khoản chưa kích hoạt hoặc chưa nạp tiền. Thì ngày đầu tiên là vừa mang tính chất tuyên truyền, đến ngày thứ hai nếu như những đối tượng mà cố tình mà không thực hiện thì bắt đầu là áp dụng các quy định của pháp luật là cái chế tài để mà xử lý nghiêm những cái đối tượng mà không chấp hành. Thì cũng nhắc nhở các chủ phương tiện là chúng ta khi mà chúng ta lưu thông vào cao tốc thì chúng ta cần có hai cái điểm cần chú ý. Thứ nhất là lái xe cần phải chú ý cái điểm vật lý của cái thẻ có trên xe hay không. Điểm thứ hai là kiểm tra số dư tài khoản trong tài khoản giao thông có đủ để chúng ta lưu thông qua trạm hay không. Hai cái yếu tố đấy để chúng ta không tránh bị xử phạt về các cái lỗi vi phạm trên làn ETC trên cao tốc. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng lưu ý các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa điểm và hình thức dán thẻ để tạo thuận tiện cho chủ phương tiện, tránh gây bức xúc, phấn đấu đến tháng 9 năm 2022 đạt 80-90% số lượng phương tiện trên toàn quốc dán thẻ tham gia dịch vụ ETC. Còn trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, với việc phương tiện ra vào cao tốc không cần dừng lại để lấy thẻ trả phí, được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển trên hành trình từ Đà Nẵng đến các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và ngược lại so với lưu thông theo các tuyến đường bộ hiện hữu. Tuy nhiên, những gì thực tế diễn ra tại các trạm đầu vào cao tốc khiến cho nhiều lái xe cảm thấy không hài lòng. Hôm nay, ngày đầu tiên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi chính thức vận hành thu phí điện tử không dừng trên toàn tuyến và chỉ phục vụ những phương tiện đủ điều kiện để đi qua những trạm thu phí không dừng như thế này. Sau lưng tôi đây là một hàng dài những phương tiện không đủ điều kiện như chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản không đủ số tiền tối thiểu để thanh toán khi đi qua trạm thu phí. Có xe dừng trước cửa ngõ cao tốc hơn 30 phút chờ được dán thẻ, hay có những tài xế loay hoay với ứng dụng nạp tiền mãi mà không xong, trong khi không được đội ngũ VETC tiếp cận hỗ trợ kịp thời. Nhiều tài xế đã mất kiên nhẫn, bức xúc trước công tác tổ chức tại trạm thu phí. Thậm chí có những lái xe đinh ninh thẻ của mình đã nạp đủ số tiền tối thiểu. Di chuyển đến trước barrier thì camera hệ thống không đọc được thẻ, buộc phải dừng xe hoặc lùi ra cho phương tiện phía sau qua trước, gây mất an toàn giao thông. Bây giờ tôi đăng ký, tôi đã dùng cái này cách đây cả hơn một năm trời, gần 2 năm nay rồi. Đến đây không may tôi hết tiền thì không có nhân viên để hỗ trợ. Xong rồi cái nhân viên của bên này thì giờ lại không cho, không bảo là em không biết nào.
Điều khó hiểu là cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã triển khai sớm, thử nghiệm vận hành thu phí không dừng trước ngày 1 tháng 8. Nhưng những sự cố nội tại của hệ thống thu phí vẫn xảy ra. Mặt khác, với số lượng nhân viên ít ỏi so với lượng xe ùn ứ, cho thấy tồn tại vấn đề trong khâu tổ chức, hỗ trợ các lái xe trong ngày đầu tiên chính thức thu phí theo hình thức không dừng. Dù được các lái xe đánh giá là thuận tiện, tiết kiệm thời gian, nhưng công tác vận hành tổ chức các trạm thu phí tự động như thế này khiến nhiều lái xe không khỏi ngao ngán. Nói chung thì nó tiện thì nó cũng có tiện, nhưng mà nó cũng có nhiều bất cập là nhiều lúc nó quét không được thì nó hơi bất cập như đó. Rồi tiền nó trừ thì nó trừ có chỗ thì nó trừ kiểu như nó bị ấy là bị khựng lại. Nó hơi khó khăn. Chứ còn là tiện là đúng là đi qua là nó mà nếu mà nó suôn sẻ thì nó ok á. Còn mà sợ nó bị cái này kia là thua. Công tác hoàn thiện hệ thống về mặt kỹ thuật, tránh những sự cố gây ùn tắc giao thông cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là trách nhiệm của VEC cũng như nhà thầu TASCO. Nếu không sớm khắc phục, việc người điều khiển phương tiện bức xúc là khó tránh khỏi. Và nếu cứ tiếp diễn như vậy, họ thà chọn một con đường khác, dù xa hơn, nhưng không phải mất thời gian chờ đợi.